Ngày 25 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có giải đáp xung quanh dự án Sân Golf Đồi Cù và dự án Sumpton Hills Đà Lạt. Đối với dự án Sân Golf Đồi Cù, do công ty Hoàng gia Đà Lạt làm chủ đầu tư, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf theo đúng giấy phép. Quan điểm của tỉnh là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Riêng hai công trình hầm để xe, 7 tầng trên một hầm, kết hợp trung tâm thương mại bên trong sân golf Đồi Cù, nhà đầu tư mới đề xuất. Tuy nhiên ý tưởng này chưa được thông qua, bởi yêu cầu đặt ra là không được đầu tư công trình tiếp giáp với đường Trần Quốc Toản, không được chặt cây, không đầu tư công trình nổi. Đối với dự án Sumpton Hills Đà Lạt, do công ty Kim Phát làm chủ đầu tư, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là dự án trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất sữa, kết hợp tham quan du lịch văn hóa trải nghiệm. Ông Lê Quang Trung cho biết thêm, quá trình triển khai dự án có một số vi phạm xây dựng. Sở Xây dựng Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương đã xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục do xây dựng sai thiết kế so với giấy phép. Ông Nguyễn Sĩ Phú, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm, vừa qua đã yêu cầu công ty Kim Phát sử dụng đúng mục đích đất đã được giao thực hiện dự án, không xây dựng công trình tôn giáo. Ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố Phạm Xuân Thanh, sinh năm 1984, trú tại phường 7, thành phố Đà Lạt, Đới Quang Lưu, sinh năm 1988, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường 7, thành phố Đà Lạt về hành vi mua bán người. Theo kết quả điều tra, trong thời gian sang Campuchia làm nghề nấu ăn, Phạm Xuân Thanh biết một số công ty Trung Quốc có nhu cầu tìm người làm việc tại đây. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Thanh liên hệ với Đới Quang Lưu nhờ tìm những thanh niên thất nghiệp, mồ côi, nhanh nhẹn, biết đánh máy tính, giới thiệu cho Thanh đưa sang Campuchia làm việc với mức lương 700 đô la Mỹ một tháng và kèm theo một số điều kiện khác. Đới Quang Lưu đã tìm được 8 thanh niên ở Lâm Đồng và Thanh Hóa có nhu cầu qua Campuchia làm việc và đưa đến thành phố Hồ Chí Minh làm giấy tờ hộ chiếu. Tại Campuchia, Thanh bán 8 thanh niên cho các công ty với số tiền 2.000 đô la Mỹ một người. Tiền công Thanh trả cho Lưu là 5 triệu đồng một người. Trong thời gian làm việc tại Campuchia, lương và công việc không như thỏa thuận ban đầu. Nhiều nạn nhân bị đánh đập, đe dọa và bị bán qua nhiều công ty khác nhau. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hai dự án cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây khánh thành vào ngày 29 tháng 4 tới đây, cùng cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết khánh thành vào ngày 19 tháng 5 sẽ tạm thời chưa thu phí xe qua lại. Theo đó, hiện nay Quốc hội mới chỉ cho chủ trương để chính phủ xây dựng phương án thu phí. Việc xây dựng phương án và chờ Quốc hội thông qua phải mất thêm thời gian. Từ trưa ngày 29 tháng 4, các phương tiện đã có thể lưu thông trên tuyến chính cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Các nút giao còn lại tạm thời chưa được đưa vào khai thác. Chiều ngày 25 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Lê Viết Cương cho biết, sáng nay anh Tê, khoảng 38 tuổi, trú tại thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, cùng nhóm công nhân đứng trên khu vực mái nhà tầng 1 để thi công đổ bê tông tươi mặt sàn cho một căn nhà ở địa bàn thôn Làng Lao, xã Vượng Lộc. Mái nhà cách mặt đất khoảng 3-4 mét. Bất ngờ ở dưới mặt đất phía ngoài đường, một bên chân trụ chịu lực của xe bơm bê tông tươi bị lún xuống khiến xe bị nghiêng. Lúc này, cần bơm bê tông tươi của xe bơm bê tông dài khoảng 30-40 mét đột ngột rung lắc và xảy ra va đập thẳng vào vùng đầu của anh Tê, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế IDT, tù chung thân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hải đã đưa ra hàng loạt các thông tin gian dối về các dự án thực tế chưa đi vào hoạt động để kêu gọi hàng nghìn người góp tiền kinh doanh đầu tư. Trong khi đó, do tin tưởng các bị hại đã nộp tổng hơn 2.700 tỷ đồng, song thực tế bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ, 99 tỷ đồng, vào đầu tư cho các công ty khác nhưng đến nay chưa sinh lời. Tòa cũng xác định phần lớn số tiền được Hải sử dụng cắt lãi ngay khi các bị hại ký hợp đồng, chi tiêu cá nhân cho vay và gửi ngân hàng. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hải chỉ phải khắc phục dân sự cho 543 người còn lại với số tiền hơn 572 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa đến địa phương, hoạt động tín dụng đen quy mô rất lớn.
lãi suất lên đến 600% một năm. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Văn Khánh, 32 tuổi, Nguyễn Văn Thành, 28 tuổi và Lê Văn Hoàng, 32 tuổi, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng đã lập các trang Facebook có tên cho góp ngài Buôn Ma Thuột và họ góp Buôn Ma Thuột để đăng thông tin cho vay tiền. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng một triệu một ngày, tương đương từ 365% đến 600% một năm. Ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa bắt khẩn cấp đối tượng Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Minh là nghi can đã đổ xăng đốt một phòng trọ ở khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, khiến 3 người trong gia đình bị bỏng nặng vào rạng sáng ngày 23 tháng 4. Nguyên nhân do Minh xảy ra mâu thuẫn với bạn gái đang ở trọ tại khu trọ nói trên, nên đối tượng mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để đốt. Tuy nhiên, đối tượng này đã đổ xăng và đốt nhầm phòng của vợ chồng anh A, 48 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, cũng trọ tại đây, khiến gia đình anh này bị bỏng nặng.